lại Apple Watch. Tương tự những hệ điều hành di động khác, Apple Watch thỉnh thoảng cũng bị treo do các vấn đề đến từ phần mềm. Những lúc như vậy, thao tác khởi động lại, restart, hoặc buộc khởi động lại, force restart, có thể xử lý vấn đề, mặc định, táo khuyết không trang bị nút restart, khởi động lại, cho Apple Watch. Bởi vậy, nếu muốn khởi động lại thiết bị này, bạn phải tắt và bật lại nó. Trước khi bắt đầu, bạn cần ngắt kết nối giữa Apple Watch và đế sạc, nhấn và giữ nút sai, nguồn, trên Apple Watch cho đến khi bạn thấy trình đơn Power, tắt nguồn. Tại đây, bạn vuốt thanh trượt Power Off, tắt nguồn, sang bên phải để tắt thiết bị. Để bật lại thiết bị, bạn nhấn và giữ nút sai một lần nữa cho đến khi bạn thấy logo Apple trên màn hình. Khi bạn thấy màn hình chính của Apple Watch xuất hiện, nghĩa là nó đã khởi động lại thành công. Nếu Apple Watch không còn phản hồi, bạn cần buộc khởi động lại, còn gọi là khởi động nóng. Thiết bị, lưu ý, bạn đừng buộc khởi động lại Apple Watch trong khi nó đang cập nhật phần mềm vì việc này có thể làm hỏng hệ điều hành WatchOS, hoặc tệ hơn là biến smartwatch của Apple thành cục gạch. Để buộc khởi động lại Apple Watch, bạn nhấn và giữ nút sai, nguồn, và núm vặn Digital Crown cùng lúc trong khoảng ít nhất 10 giây. Khi bạn thấy logo Apple trên màn hình, hãy thả tay khỏi các nút trên. Khi Apple Watch hoàn tất khởi động, nó sẽ hoạt động bình thường trở lại.